Choi Ji-woo, nữ hoàng K-pop giàu nước đố đổ vách có cách nuôi dạy con giản dị bất ngờ. Mới đây, nữ hoàng không tuổi của làng giải trí Hàn Quốc Choi Ji-woo đã chia sẻ khoảnh khắc cực đáng yêu bên cạnh con gái đầu lòng, khiến netizen thích thú. Đi kèm với hai bức ảnh Choi Ji-woo không để lại bất cứ dòng trạng thái nào. Nhiều người còn đặc biệt ấn tượng với cách nuôi con đơn giản lại thực tế của Choi Ji-woo. Là đại gia K-pop nhưng Choi Ji-woo không muốn con được sống trong nhung lụa có kẻ hầu người hạ như những gia đình giàu có khác. Thay vào đó, cô thường xuyên đưa con gái nhỏ ra vườn, công viên, khu vui chơi để cô bé được tiếp xúc với người xung quanh và phát triển tự nhiên nhất có thể. Minh chứng rõ ràng nhất về cách nuôi dạy con thuần tự nhiên của Choi Ji-woo chính là bức ảnh cô đăng tải hôm 31 tháng 5. Trong lúc chơi ngoài vườn, nữ diễn viên để con gái ngồi bệt xuống bãi cỏ. Đặc biệt, trong bức hình mà Choi Ji-woo đăng tải mới đây, cộng đồng mạng cũng nhìn được một phần gương mặt mũm mĩm của con gái Choi Ji-woo. Nhiều người cho rằng có mẹ là một mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn, chắc chắn con gái của Choi Ji-woo cũng sở hữu ngoại hình nổi bật không kém. Trong bức ảnh, Choi Ji-woo gây ấn tượng khi chia sẻ cuộc sống hàng ngày bên cạnh con gái. Không cần váy áo sang chảnh, Choi Ji-woo diện một bộ đồ đơn giản với áo hoodie kết hợp với quần jean và giày thể thao năng động trẻ trung. Để mặc mộc không trang điểm, nhưng Choi Ji-woo vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ vẻ đẹp rạng rỡ và nhan sắc trẻ trung dù đã ở tuổi 46. Không giống như nhiều nghệ sĩ khác giấu kín hình ảnh con, Choi Ji-woo thường xuyên khoe em bé lên mạng xã hội. Nữ diễn viên tiết lộ em bé có khuôn miệng cười rất giống mẹ, chân tay dài. Cô cũng cho thấy cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Mọi hoạt động đời thường của em bé như khi ăn, khi nghịch ngợm, nô đùa đều được mẹ ghi lại một cách tỉ mỉ. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi có con. Choi Ji-woo bộc bạch, mỗi ngày tôi bị đánh thức bởi tiếng của con và cuống quýt bên em bé không rời. Ngôi sao phim Hàn cho biết hiện cô chưa vội vã quay lại màn ảnh vì mọi khoảnh khắc bên con, nhìn con dần trưởng thành đều đáng quý. Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu cô có chút nghĩ ngợi vì phải tạm gác công việc lại, nhưng sau đó cô nghĩ rằng không thể nào làm tốt vai trò làm mẹ nếu ôm đồm quá nhiều thứ khác nữa, do đó cô quyết định tạm ngừng đóng phim. Choi Ji-woo nói là mẹ ở tuổi không còn trẻ lại lần đầu sinh nở, cô buộc phải dành nhiều thời gian học, đọc sách về nuôi dạy trẻ. Nữ diễn viên tiết lộ con cái của những người bạn thân của cô đã lớn, thậm chí một số đã chuẩn bị vào đại học, do đó cô hầu như không có được các thông tin thực tế và thích hợp để nuôi dạy con cái từ bạn bè. Đó là lý do cô phải mua sách và tự mày mò. Thừa nhận rằng việc kết hôn khiến bản thân có cảm giác già đi, nhưng trải nghiệm sinh con khiến Choi Ji-woo thấy mình thực sự trưởng thành hơn. Cô chia sẻ, kết hôn có cả ưu và nhược điểm. Khi còn độc thân, tôi có thể sinh hoạt thoải mái mỗi ngày, chẳng hạn như xem phim thâu đêm suốt sáng. Nhưng sau khi kết hôn và sinh con, tôi thậm chí không thể ngủ thoải mái một mình cho ngon giấc. Cuộc sống hôn nhân cũng có những giới hạn, nhưng trên tất cả tôi có thể thấy rõ mình cần tập trung vào điều gì mình cần phải từ bỏ và điều gì mình cần trân trọng. Khi mới lấy chồng, Choi Ji-woo từng có suy nghĩ mình có thể sẽ không sinh con. Dù vậy, việc có một người chồng tốt, công việc tốt, bạn bè tốt khiến cô nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân cũng rất tuyệt vời. Chính vì vậy, cô nhanh chóng có bầu sinh con. Choi Ji-woo nói cô cảm thấy vô cùng biết ơn và hạnh phúc. Cô trải lòng với Cosmopolitan. Tôi muốn nói cảm ơn vì tất cả mọi thứ tôi đang có. Tôi rất biết ơn về mọi thứ. Choi Ji-woo là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, đóng nhiều phim như Nấc thang lên thiên đường, Bản hình ca mùa đông, Những ngày tươi đẹp. Cô kết hôn bí mật đầu năm 2018. Chồng Choi Ji-woo kém cô 9 tuổi, là CEO của một công ty phát triển các ứng dụng dựa trên Ohio, online hay offline. Sau khi cưới, Choi Ji-woo gần như vắng bóng khỏi làng giải trí. Đầu năm 2020, cô góp mặt với vai khách mời trong phim Hạ cánh nơi anh. Lý giải nguyên nhân vì sao giấu kín các thông tin về ông xã của Choi Ji-woo. EG Entertainment cho biết họ không muốn công việc của hai phía có thể bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp của nửa kia. Công ty quản lý cũng khẳng định Choi Ji-woo và chồng cô có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau đám cưới, đồng thời hy vọng những tin đồn thất thiệt không gây tổn hại cho cuộc sống hai người.